Rồi chào anh em gần xa nha. Bữa nay em quay một chút giới thiệu mấy cái xuồng mà vỏ lãi rồi mới về ha. Thì mấy phần giá thì anh em mình có để số điện thoại, anh em vô lòng gọi số đó nha. Tại vì nếu gần thì mình ship miễn phí á, mình sẽ báo giá trọn gói cho anh em ha. Để mình giao từ Nam ra Bắc luôn. Thì ở đây có mấy mẫu xuồng một người đây. Quay sơ sơ cho anh em xem trước. Kích thước thì có gì để thư ký gửi đúng kích thước cho anh em ha. Vỏ Thái mới về đây, với lại mấy cái cúng người lương, người cá rồi đó. Rất là nhiều loại ha, anh em cứ lựa thoải mái. Có một số cano đi biển cũng mới về, cái hồi mình sẽ quay cano cho anh em xem. Xuồng 3 lá, 5 lá đầy đủ. Bây giờ mình vô trong ha. Để quay cho anh em xem. Vật liệu mình đổ đó là dày nha. Dày mỏng tùy anh em. Anh em nào mua bán lại thì cứ gọi mình. Đây, bây giờ mình vô trong nha. Vô lại. Lại ngắn. Đây mẫu cano mới đây. Này có chẹt nữa nha. Đầy đủ, đầy đủ hết. Một cano mới nè, cái này chịu sóng cũng tốt đó. Đi nó lướt. Mấy dụ mấy cano 4.7 đây, nó vậy đây, tải nó là khoảng 900 kg thôi. Con này cũng phải để một ít vô lường. Đây, thúng nó dùng để đây hết nha. Để mình qua phía kia mình quay. Đây, quay tiếp đây. Cano là có đủ rồi. Cano này 5.4 nè. Này vỏ lường 4.2. Thì giá nó cũng dao động từ 2 triệu mấy tới 3 triệu mấy có đủ, tùy theo độ dày. Phía này vẫn còn nghe nè. Mình qua kia mình quay lượt tiếp. Đây thì bên đây mình cũng có để mấy cái vỏ lãi siêu tải rồi đó, 9.2 rồi. Đây mình có một số cano bầu. Cano dần vào bầu ha. Anh em cứ điện thoại trực tiếp ha, rồi bên thư ký mình sẽ gạo lại, gửi hình qua Zalo hay message gì đó cho anh em xem. Độ dày với lại kích thước thực tế. Xuồng 3 lá. Động cơ thì mình có rất là nhiều ha. Anh em có mua động cơ thì mình có sẵn luôn. À, để mình qua quay mấy cái động cơ cho anh em xem. Rồi, cái này là mấy cái động cơ nha mọi người, để lắp vào máy tùy vô mã lực ha. Có máy lớn từ 15-17 mã lực cho lên ha. Với những cái máy 6.5-5.5, đặc biệt là có cái loại dòng máy này mà máy dầu luôn nha. Cái này là giống như máy xăng nhưng mà nó là thực sự là máy dầu, chạy dầu ha. Bét kìa, đó là cái bét rồi. Thì mọi người có nhu cầu thì cứ đến công ty lựa máy đủ loại hết, dàn lắp thì mình cũng có luôn nha, dàn lắp mình có sẵn. Còn những người, những bác nào xài máy D thì có bên kia nha, máy D chạy tàu, loại nào cũng có. Máy D thì đang khuyến mãi giảm 30% á.
tất cả các hãng luôn, từ Honda như tới những cái hãng bình thường ha, Lifan. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Cái này là xe để mình đi giao xuồng ha mọi người. Cái này giao trong khu vực gần. Vô từ Bình Dương, Bình Phước, Gia Lai rồi đi xe này hết nha. Còn đi xa hơn ngoài Bắc thì sẽ có xe ở ngoài Bắc vô lấy. Chắc hàng ra mình có ghi tên từng người hết, số điện thoại đầy đủ, giao tới nơi thôi xong rồi. Để xe đường nào mình xe tải mình vô được thì mình vô thoải mái ha. Rồi, chào mọi người, thì lúc này là đang lên xuồng. Cái xe này là xe Thái Bình để mà chuyên đi từ Nam ra Bắc á. Thì mình kết hợp đi vậy nè, khoảng chừng một tuần là có khoảng 3 chuyến ha. Thì ví dụ đi Nam Định, đi Phú Yên hay là Bình Định hay là đi ở đâu cũng được. Thì mình ship tới nơi cho mọi người ha. Ba mấy chiếc đang chuẩn bị lên. Đủ loại khách từ cano tới vỏ lượng, rồi xuồng ba lá rồi này nọ. Thì mọi người cứ liên lạc với bên thư ký mình đó, đặt hàng. Đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long á. Cái này có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.